chủ nhật, những ngày mà thường thì các anh em sẽ đến với Zika rất là đông, các khách hàng ở trên Vĩnh Phúc đây lấy cho mình cấu hình combo loa C88, cũng là một dòng loa mà đang được rất nhiều anh em tin dùng. Cái chất âm của nó rất là chi tiết, ba giải đều cũng như bát đánh sâu, dòng 88 dễ phối ghép, nhất là ghép với X7 DAC hoàn chỉnh một bộ cấu hình combo thì đúng là trong tầm tiền 13.500.000 đồng thì không có đối thủ ạ. Rất cảm ơn anh cũng là các anh em đã đồng hành với Zika chúng em. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng tương đối là đẹp đấy, không có nắng quá, với thời tiết như này là rất là khô ráo. Chúc các anh em có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. Chúc bác khách hàng ở Vĩnh Phúc đây có thật nhiều những cái thời gian thư giãn bên bộ dàn karaoke thân yêu của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.